cao quá. Đây này 1200 phân khối Bitcoin. Chiều cao yên là hai chiếc này đẹp quá. Ở đây nhớ quay đủ xe đây đẹp. Chiếc này là giá nhiêu đó? Nếu mà dạ con này 375 giờ hết giấy tờ luôn. 375 là bánh đó. Đúng rồi. Cái này có nhóm. Nếu mà con đi đủ giấy tờ của con có
Bonavi T100 1000 nguyên khối. Đây là đúng là già nè. Chống chân thoải mái luôn là bằng luôn rồi. Thôi nếu vậy là nếu mà kiến chắn gió mình nhìn phía trên đúng không? Mình nấp anh không không cong cong lưng lại xíu là nó không trộn trong cái tầm bảo vệ của chúng tôi. Nãy giờ dò ra thẳng hết luôn. Cái này là Bopper Black hả? Cái này là Speedmaster. Speedmaster. Thằng này rất tay lái hả? Thằng này giá nó mắc là nhiêu đâu? Thằng này là mắc là 600 nó mắc hơn cái thằng mà Bopper đời trước đó. Đời trước mình không ăn cái này nè. À, đời. Cái Bopper bằng một tháng dưỡi trước hả? Bopper đời trước là một tháng dưỡi trước. Nó không có yên đâu à? Dạ đúng rồi. Nó thổi giờ là 600 mấy luôn á. Đâu, 580. Chống chân tới không? Đúng rồi. Rồi ok ngon. Lên xe đi. 900. Cái này 219 hả? Thuộc cái này nặng lắm. Tay lái gì? Tôi xe này mà còn nóng chứ không phải là xe. Không gì trên sàn hết. Rồi rồi. Cái này đúng là như thế nào không? Này giống không cách để mình phải không? Đúng rồi anh. Chạy qua đường thôi đó. Nào. Quay đi về. Giờ hùng tiền mua cái này được không? Mỗi lần 300. Cái này bao nhiêu? Dạ con này ra giấy hết, cỡ 600. 600 là 3 giấy luôn. Thank you.